that Donald Trump will become the 47th. Rạng sáng ngày 6 tháng 11, truyền thông Mỹ, cụ thể là Fox News, đã dự báo ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump chiến thắng và trở thành Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Ông Trump đã giành được hơn 270 phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành Tổng thống thứ 2 trong lịch sử nước Mỹ, thắng cử hai nhiệm kỳ không liên tiếp. Chiến thắng của ông Trump được cho là khá bất ngờ và dễ dàng, khi trước đó hầu hết các ý kiến đều cho rằng do cuộc đua năm nay khá xích sao nên kết quả bầu cử có lẽ khó có thể sớm ngã ngũ. Nhưng trên thực tế, ngay từ khi công tác kiểm phiếu bắt đầu, ông Trump đã luôn ở thế dẫn trước và sắc đỏ cứ dần phủ khắp bản đồ bầu cử Mỹ. Trái ngược với các dự đoán về thế giằng co tại các bang chiến địa, ông Trump đã không khó khăn gì khi chiến thắng lần lượt tại các bang Bắc Carolina, Georgia, rồi Pennsylvania và Wisconsin để giành chiến thắng cuối cùng, bất chấp kết quả ở các bang còn lại, mặc dù công tác kiểm phiếu vẫn đang tiếp tục. Có thể nói, Đảng Cộng Hòa đã có một thắng lợi khá vang dội khi vừa chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, vừa giành lại quyền kiểm soát Thượng viện từ tay Đảng Dân Chủ. Trong khi đó, Đảng Cộng Hòa cũng đang có 190 ghế tại Hạ viện, rất gần với con số 218 ghế cần thiết để kiểm soát cơ quan này. Nếu điều này xảy ra, thì đây sẽ là một thảm họa và một thất bại toàn diện cho Đảng Dân Chủ. Việc không giành chiến thắng được trong cuộc đua vào Nhà Trắng của Phó Tổng thống Kamala Harris có thể do một số nguyên nhân. Thứ nhất, đó là sự suy giảm ủng hộ từ cử tri truyền thống của Đảng Dân Chủ. Thứ hai, sự thiếu chuẩn bị cho một cuộc đua chính trị cấp quốc gia. Dù đã có gần 4 năm với cương vị Phó Tổng thống Mỹ, bà Harris được cho là đã không tận dụng cơ hội để khẳng định vị thế của mình. Thay vào đó, bà vẫn phải dựa vào sự hậu thuẫn từ những người bảo trợ, như cựu Tổng thống Barack Obama và các phương tiện truyền thông quốc gia trong nỗ lực nhằm ngăn cản cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Điều này phần nào cho thấy bà là nạn nhân của chính sự thành công của mình khi leo lên nấc thang quyền lực mà thiếu đi những thử thách thực sự. Và lý do cuối cùng là việc thiếu vắng một thông điệp rõ ràng và khác biệt. Khi được hỏi về những điều bà sẽ làm khác so với Tổng thống Joe Biden, bà Harris đã không thể đưa ra câu trả lời thuyết phục. Thay vào đó, bà chọn cách gắn mình với những chính sách hiện tại của chính quyền Tổng thống Biden. Cử tri Mỹ có thể đã nghiêng về phía một ứng cử viên có kinh nghiệm và thành tích đã được chứng minh, thay vì đặt niềm tin vào một nhân vật chính trị còn nhiều điều cần phải chứng minh như bà Harris. Ngoài ra, kinh tế là chủ đề số 1 đối với cử tri. Và dù tỷ lệ thất nghiệp thấp và thị trường chứng khoán bùng nổ, hầu hết người Mỹ nói rằng họ rất khó khăn trong cuộc sống với giá cả leo thang mỗi ngày. Trên lý thuyết, cuộc bầu cử lần này sẽ là chiến thắng của Đảng Cộng Hòa bởi cử tri đang không hài lòng với chính quyền đương nhiệm. Năm 2024, cử tri khắp thế giới đã có một số lần không tiếp tục ủng hộ đảng cầm quyền, một phần do giá cả sinh hoạt hậu Covid, và cử tri Mỹ cũng có mong muốn một sự thay đổi. Một yếu tố nữa cũng có thể dẫn tới thất bại của bà Harris, đó là nước Mỹ vẫn chưa sẵn sàng cho một nữ tổng thống. Caroline. Hi, Caroline. It's come. Hi, how are you?